Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Giờ 3 giờ chiều, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2024 nha các bạn. Vũ đang xuống dưới chỗ chùa Vạn Phước ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Chiều hôm nay chùa có phát 1.000 lốc nước uống cho bà con nha các bạn. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ nha. Đây giờ bà con đến để nhận nước rất là đông luôn. Đây, chiều hôm nay phát là hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại nha các bạn, với hội chữ thập đỏ của huyện Cầu Ngang với chùa Minh Đức. Tặng 1.000 lốc nước cho 500 hộ dân ở thị trấn Bình Đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời trên chư tôn đức chùa Vạn Phước hân hoan chào đón ông Hồ Quốc Dũng, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Cầu Ngang, cùng các cô chú đi trong đoàn. Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Ngang, hội chữ thập đỏ huyện Bình Đại đã thăng long về chùa Vạn Phước đạo tràng, không quản ngại đường xá xa xôi, dành những giọt nước yêu thương, giọt nước hữu tình về với bà con dùng hạn mặn nơi chùa Vạn Phước. Đây là một việc làm cao cả, một việc làm rất có ý nghĩa nhân mùa Phật đản sanh, đã dành hết tình yêu thương
cho bà con nơi vùng hạn mặn. Và giờ đây xin toàn thể ông bà cô bác ở đây cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài để cảm niệm tri ân những tấm lòng vàng đã đem tất cả tình yêu thương đến bà con nơi vùng hạn mặn chùa Giang Phước, cũng là động lực tinh thần để trên chư tôn đức cùng quý mạnh thượng quân đem những giọt nước yêu thương, giọt nước hữu tình đến cho bà con một ngày một nhiều hơn nữa. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Và bây giờ xin toàn thể ông bà cô bác ở đây, toàn thể quý cô bác anh chị chúng ta xếp một hàng đặc biệt dành cho những quý cô lớn tuổi, chúng ta đứng trước, còn quý cô nhỏ u 40 trở về sau thì chúng ta xếp theo một hàng bài sau, xếp theo một hàng từ từ, cô nào cũng có, đừng giành giật cô có cô không. Rồi làm khác đi, một phiếu là hai lốc nước, một phiếu là hai lốc nước. Rồi quý cô ở ngoài đây, chúng ta đi sau, chúng ta xếp hàng theo thứ tự. Đúng rồi, một phiếu là hai lốc nước, lãnh một phiếu xong rồi chúng ta một chút nữa chúng ta sẽ quay lại lãnh thêm một phiếu nữa, chứ một lần không có được hai ba phiếu. Một phiếu là hai lốc nước, chúng ta lãnh được một phiếu, còn hai ba phiếu thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ lãnh thêm một lần nữa. Rồi quý cô nào đến tuổi trong đội hội chữ thập đỏ, chúng ta phụ nhân viên trợ viên lên ra cho những bà cụ chúng ta lớn tuổi. Bà cụ này giờ tới chiều không cho phát luôn, người ta đứng một hàng sau nhà nào lên đây vậy. Nếu mà cô làm như vậy là cô là người phát sau cùng nhất. Đi nãy thôi ta đưa hai phiếu vô. Nãy tám đưa hai phiếu vô. Cái phiếu này đâu mà cầm thanh, không có bò xé xong mà bỏ lên đây nè. Cái gì vậy? Xé cái gì kia? Phiếu này là 14 giờ là 2 giờ. Phát một lần một phiếu thôi. Dạ đúng rồi, phát là một phiếu thôi, sau rồi chúng ta sẽ quay lại. Để cô ở đâu đem ra luôn nè. Để đi. Rồi rung. Phát phiếu thôi chứ để trồng đống đây rồi. Rồi quý cô, chúng ta đi sau, chúng ta sẽ phát xếp hàng theo thứ tự ngoài sau. Chúng ta không được chen lấn vào nơi những ngoài trước. Lấy một phiếu thôi, lãnh xong rồi chút quay lại cho nó lẹ. Những bà con nào hai ba phiếu chúng ta sẽ lãnh được một phiếu, rồi một hồi chúng ta sẽ quay lại tiếp tục lãnh phiếu thứ hai. Thank you.
không có phiếu. Cô ngồi đó nghe mệt trước đây, trước thầy phát sao ha. Phát những cái người có phiếu trước là phát cho cô ha. Rồi, 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 rồi. Cô cứ ngồi đó nghe mệt trước đi. Quý cô nè, đứng ở bên đó sao không có hàng gì trơn vậy? Chúng ta đi sao? Chúng ta sẽ phải xếp hàng chứ. Bao nhiêu người ta xếp hàng rồi mình đứng ở đó sao được? Cô này đi ra ngoài sao? Không 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 có được. Dạ, cô đứng tới chiều luôn á. Là cho là lãnh hay sao nhất? Hồi nãy giờ ta xếp hàng rồi cô đứng nhào nhào đó sao được? Hôm nay cô này đi ra ngoài sao xếp hàng? Đứng ra ngoài đó thì đừng nhào nhào như vậy. Cô này xem các cô là chào người sao cũng biết. Hàng dài lúc luôn. Chị thiếu nước lâu chưa? Dạ. Nhà chị thiếu nước lâu chưa? Dạ, thiếu lâu rồi chứ. Dạ. Một tiếng rồi sẽ đã một tiếng thôi. Sắp xếp một tiếng thôi. Xong rồi chúng người ta sẽ quay lại. Đúng rồi. Con đi ra ngoài xa xếp hàng đi. Dạ, bao nhiêu người nãy giờ người ta không có dây đàn hả chị? 2 tiếng rồi, có hả? Giờ tới cô chờ mở nhà chị đâu gần đây không? Ấp 6 à. À Tú với Thành Phước hả? Dạ, mà dưới thiếu nước lâu chưa chị? Dạ. Thiếu nước lâu chưa? Nước này cũng là hơn tháng 2 rồi. Hơn tháng 2 tới nay hả? Dạ. Dạ. Nhà có hậu cũng nhiều, cũng nước cũng không. Dạ. Vậy đi xe gì đâu? Dạ. Xe đâu? Dạ. Dạ.
Rồi hai cô này chúng ta đứng ngoài sau xếp hàng nha, không có được chen lấn vô. Cái cô nào mà có thấy ai chen lấn thì nói thầy nha. Mấy cô này, hai cô này đi ra ngoài sau xếp hàng. Có ai mà không có xếp hàng mà nhào nhào vô nói với thầy nha. Con kinh nổi không? Trời ơi là trời. Rồi thôi, đây. Ủa em không? Rồi. Đúng rồi. Còn nói răng lắm cả thầy nè. Rồi đi ra ngoài đi coi. Mẹ đi. Mẹ bỏ chỗ này đi. Thì đi cho mẹ lại lấy chứ nó đâu có đem về. Thì kêu mẹ chỉ mẹ đó đó. Thôi để tôi phụ. Rồi rồi đâu? Rồi rồi. Chưa tôi phụ kinh lắm ơi, kinh bỏ đây giùm luôn đi. Chưa để cho. Rồi đi ra giữ nước đi con. Đúng rồi, thầy đi kiểm tra nè. Ai mà chiên vô đâu? Đúng rồi, chiên vô là thầy phát cho người sau cũng nhất luôn á. Sao con đến về nổi? Đi với ai? Đi với chị hả? Rồi một xe tải nước nữa xuống rồi các bạn. Không sao phải không mày
Thank you.
có dây đàn hả chị? Chị về tới đâu lận? Dạ, về Thành Phước rồi ha. Dạ. Không, nhận một phiếu thôi, không có được nhận 2-3 phiếu. Em đuôi chưa? Chị mình giúp nhanh đi. Chúc mình quay lại, mình nhận một phiếu xong mình quay lại. Rồi. Nè, ba người đi, ba người đứng xếp hàng đó. Không được, ba người đứng xếp hàng đi. Đi ra xa quá, đi ra sao đuôi nghe. Chú phải xếp hàng vô đi. Xếp hàng này chú có thầy phát cho. Nè, nè. Không mà nghe. Rồi, đứng đây. Rồi. Phụ bé. Đi sản luôn kìa. Đi sản luôn. Đi ra ngoài sau, người ta xếp hàng từ hồi nãy giờ mình chen như vậy, vậy cũng có được. Hàng rất là dài luôn. Trưa chiều hôm nay đông quá chừng luôn. Tới 500 bà con rồi. Rồi chúng ta đi theo một hàng vòng ra ngoài sau luôn. Rồi đem đi theo thứ tự, đi theo thứ tự. Vẫn giữ nguyên cái hàng của mình nha. Rồi đúng rồi. Chiều cực một chút xíu mà vui.
Giờ tới 12 giờ kia cũng có à cô ơi, cũng có ngon nha. Mọi giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha.